Hàng loạt các nguồn tin thể thao trong nước đã cho biết ông Trần Mạnh Hùng chính thức rời ghế chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng vào ngày 22 tháng 4. Việc cho thôi chức của ông Hùng được thành phố Cảng xem xét từ trước đó nhằm cải thiện thành tích thi đấu của đội chủ sân Lạch Tray. Câu lạc bộ Hải Phòng, từ một đội bóng từng giành ngôi Á quân V-League 2016, đã trở nên thụt lùi trong các mùa giải sau đó. Không những vậy, chảo lửa Lạch Tray từng chào đón hàng nghìn khán giả mỗi trận đấu, giờ cũng trở nên nguội lạnh. Không ít cổ động viên đòi chủ tịch đội bóng từ chức. Hiện tại, câu lạc bộ Hải Phòng đang có 11 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và gần như không thể hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo thành phố giao cho hồi đầu mùa giải, đó là nằm trong top 5 đội mạnh nhất. Người được cho là sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của đội bóng này trong thời gian tới là doanh nhân Văn Trần Hoàn.